Xin chào độc giả của Zin News, tôi là Ngọc Nhi và quý vị đang cùng theo dõi Vozcast tư vấn tuyển sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một ngành học đang được các bạn trẻ rất là quan tâm, một ngành học rất là hot và điểm chuẩn cũng rất cao trong thời gian gần đây. Đó chính là ngành Đông Phương Học. Để xem là Đông Phương Học sẽ đào tạo những gì, cũng như cơ hội việc làm ra sao và có những điểm gì thú vị thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Hồ Minh Quang, trưởng khoa Đông Phương Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào thầy ạ. Xin chào Ngọc Nhi. Trước tiên thì chắc là sẽ có một vài câu hỏi nhanh. Chúng ta sẽ chơi một cái trò là hỏi nhanh đáp nhanh trong 30 giây. Thầy sẽ trả lời thật là nhanh và sẽ suy nghĩ, nghĩ ngay cái gì nói liền được không ạ? Cố gắng. Dạ rồi, đây sẽ là những câu hỏi liên quan đến ngành Đông Phương Học. Câu hỏi đầu tiên, thầy có thể kể tên 3 trên 5 thứ tiếng mà các bạn sinh viên Đông Phương Học có thể được học. Các bạn sẽ học một ngôn ngữ chung thế giới là tiếng Anh. Các bạn sẽ học ngôn ngữ của những nền văn minh lớn trên thế giới, tiếng Trung và tiếng Hindi, hoặc là các ngôn ngữ đang rất là hot là tiếng Hàn, tiếng Nhật chẳng hạn. Ba thách thức phải vượt qua khi học Đông Phương Học. Ba thách thức học ngoại ngữ của một đất nước khác thì bao giờ cũng kéo theo là học văn hóa. Văn hóa không khó nuốt ha. Nhưng mà sẽ rất là dày, rất là nhiều những thứ mà chúng ta cần phải chú ý. Rồi chúng ta phải giao lưu. Giao lưu thì chúng ta phải chú ý rất là nhiều thứ. Rồi chúng ta phải làm nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu khoa học là cái điều mà chúng ta phải cho ra được cái sản phẩm để chúng ta thấy là mình đã hiểu về Đông Phương Học như thế nào. Câu hỏi tiếp theo, học sinh trung học phổ thông cần phải học tốt những môn học nào để có thể thi vào ngành Đông Phương Học? Ngoại ngữ nè, như tiếng Anh nha, nhớ nha, ngoại ngữ, ngôn ngữ toàn cầu đó. Rồi, vào đây phải giỏi ăn nói, giỏi văn nè. Tiếp tục ha. Rồi, giỏi được môn toán tốt là tại vì làm những công việc liên quan đến logistics sau này là phải giỏi toán rồi đó. Rồi, nhưng mà ví dụ mình không giỏi toán, mình giỏi về địa lý, môn địa lý nè. Đó, tại vì chúng ta hiểu về đất nước của người ta. Rồi lỡ mà không giỏi những môn đó, sử nè, rồi giáo dục công dân nè, tất cả những môn đó đều giúp ích cho các bạn tìm thấy một bản sắc của mình, phát huy được cái sở trường của mình. Do đó những môn học mà tôi vừa liệt kê ra thì thực ra ở trường cấp 3 là các thầy cô đã hướng tới cho chúng ta, chuẩn bị chúng ta rất là nhiều rồi. Do đó tôi cũng có thể tôi không nói rằng là môn nào nó sẽ quan trọng nhất đâu, nhưng mà tất cả những môn đó mà chúng ta cố gắng học được tốt hết đó, thì vào đây thì gọi là đi thi mỏng được vô các trường như ưng ý thì cũng hơi lạ. Học tài thi phận. Tiếp tục, 5 công việc cử nhân Đông Phương Học có thể đảm nhận. 5 công việc thì chúng ta thấy rõ ràng là các bạn này có yếu tố là giỏi ngoại ngữ. Thì đương nhiên các bạn làm những công việc liên quan đến ngoại ngữ. Các bạn có thể làm công tác phiên dịch, các bạn có thể làm công tác thư ký văn phòng, các bạn có thể là dẫn tour đối với lại là những khách nước ngoài, các bạn có thể tham gia vào công tác của các đoàn thiện nguyện mà là của các tổ chức nước ngoài người ta tổ chức và cần những người thiện nguyện có năng lực về ngoại ngữ. Rồi các bạn có thể làm và như tham gia những hoạt động về kinh tế, về văn hóa, về xã hội mà tất cả những gì liên quan đến là ngoại ngữ hoặc là về đất nước đó. Dạ, câu hỏi cuối cùng, 3 từ mô tả thị trường lao động của ngành Đông Phương Học. 3 từ là rộng, thứ hai là năng động và công thời nữa là gì? Hot. Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn hỏi thêm về cái chữ hot đó. Tại vì khá là thắc mắc, thời điểm trước đây khi mà năm đầu tiên mà em học đại học á, là cách đây cũng khoảng hơn 10 năm rồi, thì cái thời điểm đó là ngành Đông Phương Học thậm chí là cái điểm chuẩn sẽ không cao bằng cái ngành em học. Nhưng mà đến những năm gần đây thì cao vượt bậc luôn. Thì thầy nhận xét như thế nào về cái sức hút của ngành Đông Phương Học hiện nay ạ? Tôi nghĩ rằng đó có yếu tố bên ngoài. Tức là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đất nước chúng ta đã mở cửa và bạn bè năm châu đến đây với một cái nhu cầu đầu tư, nhu cầu về giao lưu, nhu cầu về chuyện là chúng ta sẽ nhập khẩu văn hóa đối với họ như thế nào để chúng ta có thể là đón được cái luồng đầu tư đó. Nên thấy rõ ràng là khi đất nước càng mở cửa, khi đất nước càng hội nhập thì cái việc chúng ta cần nguồn nhân lực am hiểu về ngoại ngữ, đồng thời là có cái kiến thức về đất nước, về xã hội, về khu vực đó là rất là cao. Nên cái này là một cái yếu tố rất là hiển nhiên khi mà đất nước chúng ta đang phát triển và đã phát triển và bây giờ chúng ta phát triển đến mức độ là chúng ta đã có những cái mối quan hệ bang giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Thì những cái
chuyên ngành về liên quan đến ngoại ngữ như thế này hoặc liên quan đến là đất nước học như thế này bao giờ cũng sẽ là ít nhất nó là một cái chìa khóa quan trọng để cho các bạn đi vào những thế giới đó. Thật ra thì để trả lời cho cái câu hỏi là tại sao ngành Đông Phương học hiện nay lại hot như vậy thì Ngọc Nhi có một câu trả lời đầu tiên khi bước vào phòng học này, cảm thấy rất là thú vị luôn ạ, với bộ trang phục thầy đang mặc nữa. Và em cảm nhận được cái không gian lớp học khi mà các bạn học á, cũng hoàn toàn mới mẻ và em không tìm thấy được ở những cái ngành học khác. Đây chắc hẳn cũng là cái điều đặc biệt thu hút học sinh sinh viên đúng không ạ? Đúng rồi, tức là học ở đây không phải là chúng ta học ngoại ngữ đơn thuần đâu. Và chúng ta phải dùng cái ngoại ngữ đó như một công cụ để chúng ta bước vào cái thế giới người ta. Ví dụ, chúng ta phải cùng giảng viên là chơi những trò chơi là tết dây hoặc là nặng tò he. Nhưng mà lúc đó người ta không nói tiếng Việt, người ta phải nói bằng ngôn ngữ của người ta. Hoặc là sinh viên ngành Thái Lan học thì lại là làm những món ăn, ví dụ gỏi đu đủ chẳng hạn. Thì lúc đó là đạo cụ thì đúng là có thể mua được, rồi vật liệu thì có thể là chúng ta lấy được ở đâu. Nhưng mà điều là con người và ngôn ngữ thì phải là của Thái Lan. Nên do đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là đất nước học, tức là ở đây là chúng ta nói về Đông Phương học đó ha. Cái cách học ngoại ngữ không giống với những ngành chuyên ngữ. Và chúng ta cũng phải bước vào đúng một thế giới như thế này. Ví dụ như học về Trung Quốc học chẳng hạn, phải bước vào một thế giới của chữ nghĩa, của những bước thư pháp và của những cái điệu múa xuyên khống. Và nói chung là có rất là nhiều thứ mà là đã lôi cuốn các bạn sinh viên. Nhất là những bạn mà sau này các bạn đã có quá nhiều những điều kiện mà bạn tiếp cận với lại thế giới bên ngoài. Và bạn cần một môi trường chuyên biệt, độc lập và chuyên nghiệp để có thể hướng dẫn cho các bạn từ đầu chí cuối một cách bài bản. Do đó các bạn đã đến với Đông Phương học là vì cái lý do là cái niềm đam mê, cái sở thích và cái cộng lại với, cộng thời nữa là các bạn tìm một cái cơ hội tương lai cho mình. Cái điều này là chúng ta nhìn thấy rất rõ trong năm gần đây. Do đó nó rất hot là thế đó. Giống như thầy nói là chúng ta cần phải có một niềm đam mê và sự yêu thích, rồi có cả những cái kiến thức rất nhiều môn học nữa. Vậy thì những cái tố chất nào nữa giúp cho các bạn có thể cảm thấy là mình phù hợp với ngành này và học tốt được ngành Đông Phương học ạ? Thực ra ở đây thì chúng ta có thể nói là tôi học vì tôi, tôi đam mê. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy không có sự mở cửa của đất nước, không có những sự giao lưu của đất nước chúng ta với thế giới bên ngoài, thì chúng ta có đam mê thì cũng không biết để làm gì. Do đó chúng ta cũng nên hướng đến là nghề nghiệp tương lai. Chúng ta cũng nên hướng tới lại là cái trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm đối với đất nước. Do đó khi chúng ta đặt mình vào trong những trách nhiệm đó, đương nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy tôi học cái gì là cần thiết cho tôi, và tôi phải học nó như thế nào, và tôi sẽ hướng nó đến cái tương lai, ít nhất là tương lai nghề nghiệp của tôi là như thế nào. Từ cái đó thì tôi mới thể thực hiện được là cái trách nhiệm của mình ra làm sao. Do đó từ những thứ như thế thì cái việc học của bạn sẽ định hướng rất rõ ràng. Và cũng không cần phải là thầy cô phải quát mắng gì nhiều đâu. Tự bản thân cũng hiểu rằng là mình phải làm gì cho chính bản thân mình. Ngành Đông Phương học hiện nay thì điểm chuẩn rất là cao. Vậy thì có cách nào cho những cái bạn sinh viên mà các bạn không đạt được cái điểm đó mà các bạn quá đam mê, quá yêu thích vẫn có cơ hội theo học Đông Phương học không ạ? Cái này ngột nhiên hỏi khó. Tức là bây giờ một năm chúng ta thì phải chúng ta có chỉ tiêu. Thì đành phải chấp nhận cái chỉ tiêu đó là một năm đó là khoảng ví dụ như là có khi là 60, có khi 100, có khi 150. Thì đương nhiên là chúng ta hay nói đến sự may mắn, chúng ta có lọt vào được con số đó hay không. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là nếu là đam mê rồi thì năm nay mình không may mắn thì vẫn tiếp được cho năm sau. Hoặc cũng có thể rằng là chúng ta tìm ở một cái ngành học khác để chúng ta cũng thích ứng, hoặc là chúng ta tìm ngành học tương tự đó. Chúng ta thích ứng. Ở đây bây giờ ngành học mở ra nhiều lắm, chúng ta có thể không bằng cách này thì bằng cách khác, chúng ta tìm thấy cái đam mê của mình, tìm thấy cái vị trí xã hội của mình trong tương lai. Nên tôi cho rằng là việc chúng ta không đến được với Đông Phương học thì chúng ta tiếp tục phấn đấu trong những dịp sau. Hoặc giả chúng ta cũng có thể là tìm một cái phương thức khác, tại vì bây giờ cơ hội nhiều lắm, không phải khó như trước đây. Trước đây chúng tôi thì hơi vất vả, thì không được thì thôi đó. Chứ còn bây giờ thì cơ hội nhiều lắm, thì chúng ta cũng cũng nên chịu khó quan sát thị trường, quan sát xem các trường người ta có cái chuyên ngành đó hay không, và chúng ta tính toán xem là cái nhu cầu về hoặc là cái khả năng hoặc là cái điều kiện của mình như thế nào đó để chúng ta chọn được một trường phù hợp. Tôi nghĩ rằng đam mê mà cộng với lại là mình
mình cũng đầu tư rồi, cơ hội là có đó. Dạ. Không thể nào không có được, tôi không dạ. tin. Dạ vâng ạ. Vậy thì với ngành Đông Phương Học thì sẽ đào tạo cho sinh viên những kỹ năng gì, hay là có những cái môn học cụ thể nào ạ? Tất cả các môn học của Đông Phương Học đều hướng tới là một kỹ năng rất là cụ thể trong tương lai. Dạ. Ví dụ như là chúng ta học về các môn văn hóa thì để làm gì? Để khi chúng ta giao tiếp đa văn hóa, giao tiếp liên văn hóa thì bao giờ nó cũng sẽ có những yếu tố rằng là anh phải hiểu người ta. Dạ. Đó. Nên do đó là dè dặt chi chít ở trong chương trình Đông Phương Học sẽ là những môn về là dùng ngoại ngữ, dùng ngôn ngữ của nước bạn để dạ. đi vào văn hóa của người ta. Do đó là cái môn đầu tiên đó là cái sự thích ứng về ngôn ngữ, thích ứng về là văn hóa. Tiếp theo đó là những cái những môn học thể hiện sự tương tác, sự hợp tác. Thì ở đây thường xuyên có những môn học là chúng ta phải hoàn thành theo nhóm. Dạ. Tại vì sau này chúng ta phải là giao lưu và chúng ta hợp tác với lại phía bạn. Thì bên cạnh sự hiểu bạn thì đồng thời chúng ta cũng phải có những cái kỹ năng rằng là chúng ta, tôi là leader thì tôi phải như thế nào, và tôi là một chỉ là một thành viên thôi nhưng mà tôi sẽ phát huy vai trò của mình ra làm sao đó. Nên những môn học mà yêu cầu sinh viên là phải hoàn thành bài theo là nhóm thì sẽ cũng đã có rất nhiều, và đồng thời là các bạn cũng sẽ là có khả năng là bạn phải trình bày được vấn đề. Dạ. Một vấn đề nó đặc thù chứ không một vấn đề mà tìm hiểu chung đâu. Nên ở trong này chúng tôi có những môn là ví dụ như những môn về chính trị, dạ. hệ thống chính trị của một đất nước hoặc là một khu vực, văn hóa của một đất nước, ngôn ngữ của một đất nước, lịch sử của một đất nước, văn học của một đất nước, hoặc là có nhiều môn học khác nữa. Và trong những môn học này thường xuyên phải có những phần gọi là các bạn phải thuyết trình. Dạ. À, để sau này các bạn đứng trước mặt rất là nhiều người, các bạn đưa ra một vấn đề, các bạn có thể trình bày được cách giải quyết của mình, và các bạn thậm chí là có thể đưa ra những cái nghi hoặc của mình nhưng mà có những cái sự lập luận rõ ràng đâu sau đó. Đó, nên do đó ở trong tất cả những môn học của ngành Đông Phương Học bao giờ cũng hướng cho người ta tới cái chuyện là tương lai tôi sẽ đối thoại với bạn bè năm châu quốc tế như thế nào. Dạ, thật ra thì ngày xưa lúc mà đi học với Ngọc Nhi và những bạn bè của mình cũng có chung một cái thắc mắc rằng là Đông Phương Học thì nó có khác gì so với những cái ngành đào tạo ngôn ngữ khác. Khi mà chúng ta vẫn được dạy về ngôn ngữ và chúng ta vẫn được học về văn hóa, thì thầy có thể nhân đây giải thích cho các bạn học sinh được hiểu rõ hơn không ạ? Thì chương trình nào cũng phải có cái lượng của nó. Dạ. Mình học chuyên về một thứ đương nhiên sẽ rất giỏi về thứ đó. Dạ. Rồi. Mình học nhiều thứ thì đương nhiên mình sẽ có nhiều cái sự hiểu biết và có nhiều cái kỹ năng, nhưng mà bảo là sâu thì có thể nó không hoàn toàn là nó sâu. Yeah. Nên ở đây thì là Đông Phương Học, cái cách đào tạo ngoại ngữ Đông Phương Học là xem nó như là một công cụ để chúng ta đi vào một đất nước, đi vào một thế giới mới. Đó. Nên cái yếu tố tự học của các bạn rất là nhiều. Đó. Tự học là sao? Tức là bài vở mấy bạn phải dành nhiều thời gian cho việc là chúng ta tự chiếm lĩnh tri thức dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tại vì bây giờ thầy giảng viên luôn luôn có thể là Zalo hoặc là Facebook Messenger gì đó có thể là hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Nhưng đồng thời còn một thứ nữa đó là đẩy các bạn ra với là những cuộc giao lưu. Nên do đó giảng viên chúng tôi thường xuyên phải là giữ mối quan hệ với lại là rất là nhiều những cái tổ chức văn hóa, hoặc là biết được những thông tin về những cuộc giao lưu mà là có sự xuất hiện của là người dân hoặc là những chuyên gia của nước bạn, để đẩy sinh viên đi vào tham gia vào cái việc mà giao lưu. Và bây giờ là các bạn phải nói bằng ngôn ngữ của người ta và nói được một chuyện còn hiểu nữa, rồi còn phải là giao lưu, phải cùng làm việc với nhau nữa. Nên ở đây cái cách học của một cái ngành học như thế này là có thể chúng ta sẽ nhìn thấy là yếu tố tự học, yếu tố giao lưu và yếu tố là phải song pha, nó đặt nặng trên vai của các bạn. Nếu chứ nó không thiên về chuyện rằng là tôi chỉ cần biết là nghe nó đọc viết tốt, tại vì ở đây nghe nó đọc viết chúng ta có thể tự luyện được, nhưng mà cái bản lĩnh thì cái bản lĩnh về ngôn ngữ thì có thể là
chính bản thân các bạn tự chiếm lĩnh thế thôi, chứ thầy cô thì chỉ tạo điều kiện bước đầu thôi. Như vậy những cái điều thầy vừa chia sẻ như là cái khả năng tự học nè, chúng ta phải xông pha, rồi chúng ta phải theo một cái chương trình học mới, lấy người học lâm trung tâm nè, rồi mình phải tự mày mò nghiên cứu và có cả đam mê nữa thì mới có thể học tốt được ngành này. Thì hiện tại Ngọc Nhi thấy bên cạnh cái việc mà chúng ta học lý thuyết á, thì những cái ngành đào tạo của các trường cũng rất chú trọng vào cái việc là sẽ cho sinh viên thực hành nhiều hơn để các bạn cọ sát. Giống như nếu như trường mình thì có những cái ngày hội văn hóa thì những trường khác họ cũng sẽ có những cái ngày hội tương tự, hay là các trường cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập từ khá là sớm. Thì ở trường mình á, ngành Đông Phương Học các bạn sẽ được thực tập vào cái khoảng thời gian nào ạ? Học năm mấy ạ? Việc thực tập chúng tôi xem nó gồm là hai thứ. Thứ nhất là thực tập chuyên môn và thứ hai là thực tập nghề nghiệp. Thực tập chuyên môn thì là do là giảng viên sẽ là bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ công việc để có thể đi với các bạn đến những nơi mà là có những cộng đồng dân cư mà của Việt Nam mình nha, và có liên, và đồng thời là có liên quan đến yếu tố văn hóa ngôn ngữ với là các cộng đồng dân cư của nước bạn. Ví dụ như là ngành ngành Thái Lan học chẳng hạn, thì sẽ đi đến những nơi nào có cộng đồng người Tây, người Thái để mà tìm hiểu văn hóa của họ, và đồng thời sẽ viết những bài nghiên cứu. Và trong những lúc đó chúng ta sẽ đem cái sở học chúng ta ra, chúng ta xem là nhà trường dạy như thế nhưng trên thực tế là như thế nào. Các bạn phải đưa ra cái chính kiến và suy nghĩ của mình, thì đó chính là thực tập chuyên môn. Nhưng mà còn thứ nữa gọi là thực tập nghề nghiệp, thì cái thực tập nghề nghiệp này là bắt đầu từ năm 3 rồi, thì các bạn đã không phải từ năm 3 đâu, đôi khi là từ những năm nhất là đã có những cái cuộc chúng ta đã thấy có sự tiếp cận giữa rất cận cự ly nha, giữa sinh viên với lại là doanh nghiệp. Và tức là cái đầu mối hoặc là những cái gọi là mối quan hệ hoặc là thông tin về doanh nghiệp nó đã cung cấp cho sinh viên từ những năm đầu tiên rồi. Nên do đó là hễ mà có cơ hội thì sinh viên sẽ được khuyến khích các bạn hãy đi cọ sát, các bạn hãy tham gia những hoạt động của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có tổ chức. Đó, nên ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là sinh viên đã bị gọi là được tạo áp lực và chúng tôi đẩy các bạn về phía trước để các bạn là tham gia vào những công việc của doanh nghiệp. Và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ có những môn học là yêu cầu rằng là doanh nghiệp sẽ là người chấm một vài cột điểm nào đó cho sinh viên. Đó, nên do đó là cái yếu tố rằng là không phải bạn vào doanh nghiệp rồi bạn làm gì làm. Bạn ở đó vài hôm rồi bạn nói rằng tôi đã thực tập. Không phải, bạn vào trong đó bạn phải xem người ta cho bạn ăn hành như thế nào. Phải hiểu rằng là công việc nó không phải là chuyện là chúng ta muốn làm sao cũng được. Phải có người là kiểm định lại cái chất lượng công việc của bạn. Nên khi đó chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái việc thực tập nó đã được thực hiện ở cả nhiều chiều khác nhau. Từ là bản thân sinh viên phải chủ động, nhà bên giảng viên, nhà trường tạo điều kiện, có kế hoạch. Còn là doanh nghiệp là luôn luôn nằm trong sự gọi là hợp tác và duy trì quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, là luôn luôn sẽ là mở cửa và tạo điều kiện cho các bạn là tham gia vào những công việc của mình. Thì có thể rằng là có những cách về mặt thời gian, có thể rằng là ở một đoạn thời gian vào khoảng là 3 tuần. 3 tuần thì các bạn phải sắp xếp thời gian để mấy bạn đi vào trong cái thực tiễn của doanh nghiệp. Thì bên phía nhà trường sẽ tạo cái điều kiện gọi là các môn học sẽ là giãn cách ra, rồi để cho các bạn có thể tham gia vào toàn tâm toàn ý cái hoạt động của doanh nghiệp. Hoặc cũng có thể là các bạn sẽ dùng thời gian là những giờ mà nó không có môn á, thì chúng ta lại thực tập nghề nghiệp ở doanh nghiệp, cho là xuất phát từ những nhu cầu đăng ký của các bạn. Ví dụ như ở đây chúng tôi hay có những cái tổng lãnh sự quán, và chúng tôi đưa sinh viên đến, và đương nhiên các bạn khi tham gia vào đó thì phải nằm ở trong cái khung là môn học xem là ví dụ như bữa đó là thứ sáu và thứ năm không có môn, các bạn sẽ vào chúng các bạn thực tập. Đương nhiên lâu lâu nó có sự thay đổi nào đó thì chúng ta phải là linh hoạt trong cái thời gian của mình. Nên ở đây là tính chủ động của các bên rất là cao trong việc mà tổ chức việc thực tập cho sinh viên. Như vậy là trong cái chương trình học chính quy thì đến năm 3 sinh viên sẽ đi thực tập. Nhưng trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô luôn đốc thúc các bạn và động viên là các bạn đi thực tập càng sớm càng tốt, nếu tìm được nơi phù hợp. Và trường cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn liên kết với doanh nghiệp. Vậy thì nếu mà sinh viên muốn thực tập sớm như vậy thì những cái cơ quan và những cái doanh nghiệp như thế nào sẽ phù hợp với ngành Đông Phương Học? Những cơ quan là như thế nào? Thường chúng tôi phải tiếp xúc rất là nhiều và
của doanh nghiệp. Yeah. Tại chúng ta cũng biết mà doanh nghiệp bây giờ là đang trong thời gian mà người ta đang cần phải có sự là chuyển mình. Tại vì một trận đại dịch nó quá lớn mà bây giờ người ta cần rất là nhiều những bạn mà sinh viên năng nổ, chịu lăn xả và có kiến thức, có chuyên môn để tham gia hỗ trợ cho cái việc mà phục hồi kinh tế, phục hồi sản xuất lao động của doanh nghiệp. Thì do đó doanh nghiệp thường xuyên đến với chúng tôi và đã gọi là thầy ơi, tôi cần một số những bạn sinh viên như thế này đó. Thì chúng tôi đưa ra các phương án như thế này. Thứ nhất đó là doanh nghiệp hãy đưa cho chúng tôi thông tin tuyển cộng tác viên, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn sinh viên để mà tiếp cận mấy bạn tính toán cái việc là học như thế nào, coi tôi tham gia được hay không. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai có thể theo cách là doanh nghiệp sẽ tới là tiếp cận với sinh viên và trao đổi về là doanh nghiệp chúng tôi cần có những cái hoạt động và cần có các bạn cộng tác viên hoặc là thực tập luôn cũng được, các bạn vào các bạn hỗ trợ việc làm cho chúng tôi và chúng tôi có những khoản thù lao hoặc là những cái kinh phí hỗ trợ. Tức là có giao lưu rất thẳng, rất là rõ ràng với nhau, sòng phẳng mọi thứ như thế. Đó. Còn một cách nữa đó là chúng tôi đẩy các bạn sinh viên đến những cái nơi mà gọi là mà chắc chắn nơi đó doanh nghiệp đang ở đó chờ, ví dụ như những thương hội. Đến đó thì thường những thương hội cũng là giữ quan hệ với chúng tôi cũng khá nhiều và chúng tôi cũng thường xuyên là cũng tham gia những hoạt động của họ, nên đó là các bạn sinh viên cũng đã có cái thông tin. Nói chung là có thể sau này chúng tôi cũng không có tác động quá nhiều đến bạn sinh viên đâu, nhưng mà cái dòng chảy của những thông tin về công việc nó cứ lộ trước mặt như thế, và sinh viên có thể là tùy vào điều kiện của mình mà lựa chọn cái công việc hoặc là cái cơ hội thực tập ưng ý của mình. Bên cạnh cái việc mà các bạn được đi thực tập thì Ngọc Nhi thấy là nhiều bạn sinh viên cũng sẽ cố tìm việc làm thật là sớm. Bây giờ các bạn Gen Z rất là giỏi, các bạn đi làm sớm lắm. Nếu như mà trong cái thời điểm mà các bạn còn đi học á, tầm mới từ năm 2, năm 3 mà đi làm, mà làm chính thức luôn ạ, thì thầy thấy là cái tỷ lệ này có phổ biến không ạ? Thực sự đó, hỏi ra bạn nào cũng giấu đó. Nhưng mà thấy nó vắn hoài, cũng là biết rồi. Nhưng mà chúng tôi không ủng hộ đâu. Chúng tôi nói rằng là cái việc mà chúng ta tham gia vào cái thực tiễn công việc là quý, có cái ý đó là quý, nhưng mà chúng ta phải có cái thời gian cho sự trưởng thành về tri thức, đồng thời chúng ta ít nhất cũng nói thẳng ra phải có cái bằng, cái sự công nhận của xã hội, rồi liên quan đến là lương bổng, rồi chế độ phụ cấp này nọ thì đều liên quan đến những yếu tố này. Do đó chúng tôi cũng sẽ khuyên các bạn rằng là tiết chế lại, chứ không có ngăn cản, tiết chế lại để mà chúng ta hiểu rằng là thời gian này trọng tâm là học, nhưng mà đem sở học đi mà gọi là để đem ra bên ngoài để mà chúng ta kiểm nghiệm hoặc là chúng ta sử dụng thử hoặc là chúng ta trải nghiệm thử thì đó là điều nên, nhưng phải có chừng mực và liều lượng rõ ràng để tránh việc là học không xong mà sau này làm thì khó lòng thăng tiến, khó lòng đi xa. Bởi vì quá nhiều bạn nôn nóng kiếm tiền sớm, cho nên là Ngọc Nhi cũng thấy những trường hợp các bạn cũng đi làm sớm đó, nhưng mà các bạn không đảm bảo được việc học, mình không có ra trường, không có bằng tốt nghiệp. Đúng rồi. Thì đến khi mà các bạn muốn thăng lên một cái chức vụ nào đó thì mình lại không có cái bằng, không có đủ điều kiện. Khó lắm. Dạ đúng rồi, các bạn cũng lưu ý điều này nhé. Và Ngọc Nhi cũng muốn hỏi thêm là với những cái bạn nào mà đã tốt nghiệp ngành Đông Phương Học, cầm cái tấm bằng cử nhân Đông Phương Học, thì chúng ta có thể đảm nhận những cái vị trí nào trong xã hội ạ? Thì hiện nay thì chúng tôi giữ quan hệ với các bạn cựu sinh viên nhiều, và chúng tôi thấy rằng là các bạn có làm trong lĩnh vực là du lịch, tức là các bạn đi làm hướng dẫn viên du lịch ha, các bạn có làm trong lĩnh vực giáo dục, tức là nhà giáo, dạy tiếng Trung hoặc là dạy việc kinh tế hoặc là dạy về ngoại ngữ nói chung, hoặc là tham gia vào quản lý giáo dục ở những cái trường đào tạo quốc tế, ví dụ như là trường Á Châu hay là trường Úc, ví dụ như thế, thì chúng tôi đều nhìn thấy là có bóng dáng của cựu sinh viên mình. Rồi ngoài ra ở trong thế giới ngoại giao là các bạn tham gia vào các vị trí ở các tổng lãnh sự quán, các thương hội, rồi các tổ chức chính phủ của mình ha, cũng có những cái nơi ví dụ như là hội hữu nghị Việt Nam với lại là các nước đó, thì các bạn cũng có thể tham gia vào các những nơi đó. Rồi các hoạt động kinh tế thì có thể là nó là nhiều nhất đó, là tại vì doanh nghiệp mà đến nay đa phần là doanh nghiệp trao đổi kinh tế là chính, nên các bạn vào trong những nơi đó thì bạn giao được nhiều việc lắm,
tức là đại khái là những gì mà liên quan đến là cái ngôn ngữ đó, mà từ là logistics, từ đến là thư ký, rồi đến gọi là hậu cần, rồi đến luôn cả là đối ngoại, rồi đến luôn cả là nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng, tất cả mọi thứ này là sinh viên đều có thể làm được cả, tại vì bạn có lợi thế về cái ngoại ngữ, về cái văn hóa, nhưng đồng thời đó các bạn cũng trước đó có thể cũng đã định hướng được nghề nghiệp của mình và đã đi nâng cao thêm, bổ túc thêm những gì mình chưa được đầy đủ lắm so với yêu cầu của công việc. Như vậy là nhìn chung là cái cơ hội việc làm của ngành Đông Phương Học rất là rộng. Theo những quan sát của thầy á, thì các bạn sinh viên sau khi mà tốt nghiệp và cầm tấm bằng cử nhân Đông Phương Học á, thì các bạn ấy sẽ được các doanh nghiệp săn đón như thế nào ạ? Cái này phải nói làm sao ta? Chúng tôi khổ sở trong cái chuyện này là ví dụ như khoảng tháng 9 đi, thì có doanh nghiệp gọi điện cho ông tôi nói rằng là thầy ơi, công ty tôi cần hai vị trí việc làm hay là một vị trí việc làm gì đó này đó. Thì chúng tôi thường là tư vấn cho người ta rằng là thôi quý doanh nghiệp cho chúng tôi cái thông báo tuyển dụng đi, để chúng tôi đăng lên trên những cái cộng đồng, những cái diễn đàn mà là có cựu sinh viên chúng tôi ở đó. Cái hỏi, ủa, cựu sinh viên hả? Đúng rồi, cựu sinh viên, tại vì cựu sinh viên sẽ nhìn thấy, và ví dụ các bạn chọn thêm một nghề nghiệp chẳng hạn thì các bạn sẽ suy nghĩ, chứ còn là sinh viên vừa tốt nghiệp của chúng tôi thì thường rằng là thầy còn không biết mấy bạn ở đâu, tức mấy bạn đã rất là chủ động trong việc là đã đi vào doanh nghiệp luôn rồi. Do đó ở đây có thể nói rằng là hiện tại ngành Đông Phương Học là cái cung chưa đáp ứng được cầu đó, nên thế nào là cũng được săn đón thôi. Một thái thứ hai rằng là doanh nghiệp cũng đã tìm mọi cách thông qua các thầy cô và là trường học để tìm những cái bạn mà gọi là job ở bên trên, tức là nói chung là tôi săn đầu người đó, thì săn phải săn đủ xịn, thì doanh nghiệp nào mà gọi là tiếp cận với nhà trường sớm đâu, khoảng tháng 3, tháng 4 là đã đấu vơ hoàng được một mớ những người, những nhân lực mà gọi là ưng ý của mình rồi. Nên rồi ngoài ra rằng là những bạn khác thì cũng đã tự tìm, nên do đó rằng là doanh nghiệp mà đến với chúng tôi muộn thì sẽ thường xuyên là gặp phải sự lúng túng là giờ tôi không biết tôi kiếm một trò tôi ở đâu đó, nên do chúng ta nhìn thấy rằng là ngành Đông Phương Học hiện tại đó là trong một cái đà giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên mọi bình diện của chúng ta với là thế giới bên ngoài. Cái cánh cửa đã mở, cái nguồn nhân lực càng ngày càng cao. Nên các bạn Đông Phương Học ra thì tôi không có nghĩ rằng có lý do gì mà các bạn là thất nghiệp được. Bằng chứng là chúng tôi gần như là không còn chuyện rằng là thầy ơi con có việc làm, thầy đi tìm việc làm cho con chẳng hạn. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi chưa nghe cái câu này. Rõ ràng là với cái sức hút của ngành này và cái nhu cầu từ các doanh nghiệp á, giống như thầy vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là hiện tại các trường cũng bắt đầu mở ra cái ngành Đông Phương Học này khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Và chính vì cái tỷ lệ cạnh tranh đó thì em nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều bạn tốt nghiệp và cầm tấm bằng cử nhân Đông Phương Học. Vậy thì các bạn nên trang bị thêm cho mình những kiến thức, những kỹ năng gì để có thể tăng yếu tố cạnh tranh khi mà có nhiều người ngày càng học ngành của mình? Đúng rồi, ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là phải chi năm có 30 em thôi, thì thôi lúc đó thì tha hồ chọn chỗ mình thích, chỗ hay là chỗ mình không thích thì thôi mình bỏ lơ cũng được. Nhưng mà đến một lúc nào đó rằng là bây giờ rằng là chúng ta phải đứng trước sự lựa chọn của thị trường, chứ mà chúng ta chọn thị trường nữa thì chúng ta cũng phải biết rằng chính ở trong lớp của chúng ta thôi cũng chính là những đối tượng cạnh tranh rồi, chứ không phải là ra tới bên ngoài đâu. Và chính bạn bè trong trường học của mình thôi chưa chắc là mình hoàn toàn là có ưu thế đâu. Tại vì các bạn lỡ như các bạn hiểu được là Đông Phương của các bạn có những thứ này hay hay nè, trong quá trình học tôi đã đi theo chương trình học các bạn và tôi đã học thêm những cái môn học đó, thì người ta đã có một cái yếu tố cạnh tranh hơn mình rồi. Nên ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các bạn Đông Phương Học phải hiểu rằng khi cái số lượng sinh viên được đào tạo đông lên, đồng nghĩa với chuyện rằng là chúng ta tạo cái bản sắc riêng của mình. Ở đây Đông Phương Học không phải tạo cho các bạn một cái lợi thế ngoại ngữ không đâu. Phải nói ngoại ngữ chỉ cho các bạn một cái nền tảng và cho bạn một không gian để các bạn có thể làm được tốt hoặc là tốt hơn
hoặc là trong khả năng cho phép, chứ các bạn không phải là học chuyên ngữ đâu. Cái này là phải khẳng định điều đó ha. Nhưng mà ở đây cho các bạn rất là nhiều những cái cơ hội tìm thấy tôi có lợi thế ở đâu. Ví dụ, tôi có lợi thế về văn hóa, tôi có lợi thế về nghệ thuật, tôi có lợi thế về là sư phạm chẳng hạn, tôi có lợi thế về là làm việc là giao lưu và văn hóa, và tôi có lợi thế về công tác tổ chức. Những cái lần mà chúng ta tương tác giữa thế giới, giữa chúng ta với thế giới bên ngoài như thế nào đó. Cho các bạn rất nhiều cơ hội, các bạn phải trân trọng, các bạn phải cố gắng trong quá trình học tập đó và tìm cho bằng được cái bản sắc của mình. Để khi bước ra bên ngoài, khi người ta cầm CV lên và người ta nhìn thấy rằng là à, cô này có lợi thế, chứ không phải là hòa lẫn chúng với lại là những người có cùng chung một chuyên ngành. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là người ta cầm cái CV lên, người ta cũng nhìn thấy mảnh bằng. Bằng thì ai cũng có, CV thì ai cũng biết viết, nhưng trong CV viết cái gì? Hãy cho người ta nhìn thấy bạn có một chiều dày về chuyện là chúng ta tham gia vào công tác cộng đồng, phục vụ cộng đồng, tham gia vào công tác là giao lưu quốc tế. Hãy cho người ta nhìn thấy điều đó. Hãy cho người ta nhìn thấy rằng là bạn có cái năng lực là am hiểu về đất nước học bằng những công trình nghiên cứu khoa học. Đó là ba điều mà tôi nghĩ rằng trong CV người ta lướt sơ nhìn thấy nó là những điểm son mà có thể mình hơi yếu chỗ nào đó chẳng hạn, thì những điều này là những điều mà gọi là rất là đinh, rất là bản sắc của một sinh viên Đông Phương học bước ra với thế giới bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì có thể bạn nào cũng sẽ làm ba điều đấy, nhưng anh xem cơ hội nhà trường khoa cho bạn rất nhiều, nhưng mà chỉ vài dòng như thế thì mỏng quá. Trong cái bạn của mình dày hơn thì bản sắc của mình nằm ở đâu? Trong cái đó chúng ta mỏng, bạn mình dày. Nên do đó cũng khuyến nghị các bạn là trong quá trình học này hãy tận dụng thời thanh xuân của mình, sống thật đẹp, sống thật nhiệt huyết, học cho ra học, chơi cho ra chơi, giao lưu thật là năng nổ. Và chúng ta hãy nhìn thấy là tôi làm điều này để tôi trưởng thành, tôi tham gia như thế này để tôi bổ sung thêm kiến thức mình, đồng thời tôi còn hướng tới một tương lai nghề nghiệp nữa. Theo như thống kê của chúng tôi thì thường tại vì sinh viên tốt nghiệp là chúng tôi phải khảo sát việc làm sau 6 tháng khi mà các bạn là kết thúc chương trình học tập, thì chúng tôi đạt đến mức độ là 90% là sinh viên có việc làm. Thì đương nhiên ở đây chúng ta cũng không phải hẳn là đó là việc làm nó đã cố định cả cuộc đời, nó không hẳn như thế, nhưng mà rõ ràng là các bạn đã bắt được cái vị trí việc làm của mình đó. Một tỷ lệ mà chúng tôi cho rằng là nó cũng là một yếu tố rất là khích lệ, cổ vũ đối với các bạn mà sinh viên mà sắp sửa tốt nghiệp và có thể còn đang đi học ha. Thứ hai nữa là ở cái mức lương như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là có thể thị trường bao giờ nó cũng là có cao có thấp, nhưng mà thường chúng tôi đưa những thông tin mà việc làm thì không thể nào dưới 8 triệu ở đây. Dưới 8 triệu đó, một cái con số mà nó cũng ít thôi, không phải nhiều đâu, nhưng đa phần là trên 10 triệu. Thì đã từng có những công việc mà chúng tôi đã thấy rằng là nó cứ nằm ở trên là khoảng của 23 đến 25 triệu. Đó là cái việc mà tôi đã từng nhìn thấy. Và đương nhiên thì có thể cao nữa, thì có thể là chúng tôi chưa có điều kiện tiếp cận. Nhưng mà ở đây có những bạn sinh viên rằng là khi chia sẻ thì các bạn bảo rằng là em sống ổn, rồi em có thể nuôi được gia đình, em có thể tích lũy được một cái bốn liếng nào đó để tiếp tục có thể làm những cái điều mà có thể ngoài việc học và là ngoài công việc ra mấy bạn muốn, hoặc các bạn có thể có được một cái phần vốn liếng để bạn tiếp tục đi du học nữa. Nên tôi nghĩ rằng là cái có thể là chúng tôi chưa nắm được hết những cái gọi là cái mức lương mà gọi là đẹp nhất hoặc là như thế nào đó của các bạn, nhưng mà chúng tôi theo khảo sát của chúng tôi thì sinh viên tốt nghiệp ra hiện nay thì là đã bước đầu thực hiện được cái điều mình mong muốn về vật chất. Đồng thời có bạn cũng đã có những cái phần là khá là thỏa hoàn mỹ cho cái cuộc sống gia đình của mình. Rồi có bạn cũng đã thực hiện được cái ước mơ là tiếp tục đi học cao lên, hoặc là có thể làm được những cái việc mà ví dụ khởi nghiệp gì đó. Thì thấy rõ ràng rằng là mức lương khi tốt nghiệp từ một cái chương trình đào tạo như thế này ra thì có thể là
không thể nào là thấp được. Đó, như do đó là chúng tôi cũng thấy rằng là có thể là chúng tôi chưa thống kê đầy đủ chăng, nhưng mà các bạn sinh viên, cựu sinh viên mà về thì đa phần trao đổi với nhau thì ít ít có những cái thông tin mà gọi là thôi đừng làm việc đó, thấp lương lắm như thế nào. Yeah. Không phải, mà các bạn thường xuyên chia sẻ với nhau những cái công việc mà gọi là mình sẽ có thể nghĩ đến những cái điều ngoài vật chất. Tức là ở đây các bạn cũng đã hài lòng với nhau cái mức lương đó, thì cũng không tiện phải hỏi quá sâu, nhưng mà thấy chắc là cũng ổn rồi hen. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Minh Quang đã dành thời gian để có những cái chia sẻ và những câu chuyện rất là thú vị xung quanh ngành Đông Phương học trong số podcast ngày hôm nay. Cảm ơn thầy. Rất cảm ơn Ngọc Nhi. Chúc các bạn thí sinh trong tương lai đó sẽ chọn được ngành học mà mình mong muốn ha, rồi cũng chúc cho chương trình của chúng ta sẽ có thể mang đến những thông tin bổ ích hơn nữa cho các bạn sĩ tử và luôn cả là người nhà của các bạn. Chúc chúng ta một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những ngành học tiếp theo từ podcast của Zinnew.